Chiến tranh 36 và 37, Moscow 0149, cuộc chiến phân định ngôi vị anh cả khối 3X. Bối cảnh: cho đến kỳ Moscow tháng 7 năm 2023, S-36 và S-37 vẫn được coi là một trong số các máy chủ dẫn đầu khối 3X. Dĩ nhiên không phải về kinh tế mà là về chính trị và quân sự. S-36 sở hữu một lực lượng quân sự hùng mạnh, thừa hưởng từ những thành quả thắng lợi lớn của họ trên City-4. Đặc biệt, trong thời gian chuột Ken nắm quyền, S-36 được biết đến là máy chủ hiếu chiến bậc nhất, sẵn sàng can thiệp và đưa quân đến mọi cuộc chiến tranh trong thế giới Warpath ở cấp độ 4. Có thể kể đến như cuộc chiến thần thánh của S-36 trước liên quân S-31, S-32, S-35 vào mùa thu năm Warpath thứ 2, vang danh thiên hạ. Hoặc trận đánh Petaluma giữa S-36 và S-35 ở lưu vực sông Petaluma trong trận San Francisco 0068. Vào tháng 9 năm 2022. Các cuộc chiến đó đã củng cố thế lực và sức mạnh và danh tiếng rất lớn cho S-36. Thực ra mà nói thì S-36 và S-37 thời đó có cùng một nguồn gốc xuất phát là ở S-36. Nhưng nội bộ lục đục và chia thành hai phe. Hai phe này trước kia là gầm gừ nhau quyết liệt, không ai chịu nhường ai. Tuy nhiên, cơ bản là sau khi thống nhất City-3 với thất bại toàn diện của SUSL trước FWZ ở S-36, quân đội SUSL cơ bản đã di trú và thiết lập thế lực riêng của mình tại mảnh đất S-37. Từ đó, cuộc chiến giữa hai thế lực S-36 và S-37 đã nhận được rất nhiều giấy mực của các nhà dư luận viên của tờ Warpath Việt Nam. Paramount nổ ra với sức hút và độ hấp dẫn không thể chối từ của nó. Các liên minh liên tục củng cố thế lực của mình để hy vọng giành được điểm số ở trên bảng xếp hạng chung cuộc. Sau nhiều tính toán chiến lược, HPR của S-12 và G-27 của S-27 quyết định bỏ vòng chiến để đồng bộ thời gian với 14 và 19. Qua đó tạo điều kiện cho vòng chiến này có sự cân bằng hơn giữa các máy chủ mới khác tham gia. Sau thất bại ở San Francisco 0105, tốp của S-22 đã nhanh chóng tập hợp lực lượng quân đội trong máy chủ, đẩy liên minh lên tới hơn 60 tỷ để quyết tâm lấy điểm Paramount Point. S-21 sau nhiều mùa giảm lực đi chiến trường thấp hơn, ngay sau khi nhận được lời đề nghị từ phía 12 và 27, S-21 cũng thống nhất lực lượng và quay trở lại chiến trường cấp độ 4 cao nhất với lực lượng rất đáng gờm. Chuẩn bị cho chiến tranh. Cả S-21 và top của S-22 đều chiêu mộ rất nhiều các boss lớn quy tụ về nhằm hy vọng giành được ngôi vương ở cụm 2X khi vắng bóng G-27 ở mùa này. Starcraft với độ chịu chi của mình đã đầu tư hẳn thêm 2 account nữa với mức lực chiến hơn 550 triệu. Trong khi đó, Phi Hải 86 được đồn đoán là đã quay trở lại S-21 sau nhiều mùa vắng bóng. Nhận thấy khả năng gặp được nhau trên cấp độ 4 tới gần, cả S-36 và S-37 đều chiêu binh mãi mã, tập trung lực lượng đáng kể nhằm chấm dứt các cuộc sấm chớp từ lâu trước đó. Kể từ đó, các hoạt động chạy đà cho chiến tranh được cả hai bên đều gấp rút thực hiện. Cộng đồng người chơi Warpath cũng căng thẳng theo dõi, lên cao giữa hai máy chủ 3X và hy vọng cuộc được chiêm bái một trận đánh siêu kinh điển để quyết định ngôi vương của cục 3X này. Cuộc chiến tháng 7 năm 2023. Mùa hè năm 2023, năm Warpath thứ 3, quân đội các bên có vẻ đã chuẩn bị xong cho cuộc chiến và sẵn sàng vũ khí tới Moscow. Bản đồ thế trận được phân định từ rất sớm, hai thế lực được chia thành hai phe xanh dương và màu đỏ. Phe xanh dương gồm S-21, FWZ, KCT và G-28. Còn phe đỏ bao gồm Sin-6, TOP, AVE và SUSL. Vào lúc 7 giờ 30 phút ngày 14 tháng 7 năm 2023, phát súng đầu tiên được quân đội KCT nổ đầu tiên ở mặt trận phía đông bắc. Quân đội của họ nhanh chóng tiến giáp lãnh địa của SUSL và căn cứ của Zongra. R5 của SUSL là người đầu tiên chịu trận và đem lại lợi thế rất cao cho KCT trong những giờ khắc đầu tiên. Trong khi đó, SUSL vẫn còn bận rộn chuẩn bị quân tư trang và hành lý. Phải đến 8 giờ sáng cùng ngày, quân đội SUSL mới thực hiện được một cuộc tấn công đầu tiên. Quân SUSL điều phái tiểu đoàn thiết giáp số 9 cùng với sư đoàn pháo binh số 2 của họ lần lượt vượt qua biên giới safe zone, tấn công vào thị trấn chiến lược của KCT đang giành quyền làm chủ. Với sức ép lớn từ phía SUSL, quân đội KCT nhanh chóng phải rút lui sau khi hơn 50% lực lượng thiết giáp của họ bị tiêu diệt sau một vài pha combat. Ở mặt trận phía tây bắc, G-28 có cơ hội chạm trán với AVE của S-30. Họ nhanh chóng tiến hành xây dựng đại bản doanh trước cửa ngõ của thị trấn. Tuy nhiên,
AVE đã sử dụng chiến thuật vườn không nhà trống và nhanh chóng di chuyển sang phía cánh phải. Địa điểm được chọn là cây cầu gần safe zone của KCT. Mục tiêu của AVE là xây dựng điểm nhảy của họ ở mặt trận phía đông, từ đó dễ dàng giúp đỡ SUSL khi cần. Các nhà lãnh đạo của G28 đã không kịp đọc được trận đấu và thay đổi chiến thuật kịp thời. Thay vì ra lệnh di chuyển căn cứ, họ lại thản nhiên xây dựng các làng mạc và chỉ cử 2-3 tập đoàn quân truy đuổi theo để quấy phá. Điểm nóng nhất của bản đồ diễn ra ở khu vực phía nam, nơi S21, FWZ chạm trán với Sin-6 và Top. Quân đội của cả hai bên nhanh chóng được điều động đến địa điểm tập kết như dự tính. Màn giao tranh đầu tiên là một vài cuộc đọ súng của tập đoàn quân Sin-6 và S21. Sin-6 lựa chọn địa điểm xây dựng bên trái pháo đài nhằm phòng thủ và chờ đợi cơ hội bổ sung lực lượng từ phía Top. Nhưng họ đã không thành công. Top lựa chọn địa điểm xây dựng CC ngay trước cửa ngõ của Sin-6, đường tới pháo đài để làm địa điểm phòng thủ. Cuộc đụng độ đầu tiên diễn ra vào khoảng 8 giờ 15 phút sáng ngày 14 tháng 7. Cuộc chiến lớn nổ ra ngay cả dưới mặt đất lẫn ở trên bầu trời. Cả hai bên vờn nhau vài đường cơ bản để thăm dò thực lực. Một phần vì đợi quân lực từ hậu phương đưa tới, một phần vì muốn kéo dài thời gian để hoàn thành việc xây dựng đại bản doanh. Khoảng 8 giờ 30 phút, cuộc chiến thực sự nổ ra khi I Have No Money là người đầu tiên bị thổi bay vì khi không có sự hỗ trợ từ đồng đội. Tuy nhiên, đó là tất cả những gì mà Top có thể làm được. Họ đã không tận dụng được lợi thế đó để cụ thể hóa thắng lợi. Trong khi đó, quân đội FWZ cũng đã kịp thời di chuyển tới điểm tập kết và liên tục bơm các tập đoàn quân ra chiến trường nhằm hỗ trợ S21. Khoảng 9 giờ sáng, lần lượt các căn cứ của Top bị thổi bay. Trong khi đó, Sin-6 chỉ có thể gửi vài tập đoàn quân hạng nhẹ tiến tới để hỗ trợ. Điểm nhấn đáng chú ý đến từ tư lệnh tối cao của Top, Starcraft. Ông cũng là nhân vật nắm giữ quyền lực lớn nhất của Warpath với 800 triệu lực chiến, đã có nhiều lần phản công bất ngờ khiến cho quân đội của S21 và FWZ thiệt hại rất nặng nề. Nhưng đó là tất cả những gì mà Starcraft làm được. Ngay sau khi bị vây thành, ông đã phải tự mình tele về hàng sau để giữ gìn HP còn lại. Tuyến đầu mất bots, Top đánh với mất lợi thế đốt cháy được I Have No Money từ sớm. Các căn cứ của họ liên tục bị thổi bay, thậm chí ngôi làng đang được xây dựng dở dang của họ cũng không thành công. Tiếp theo đó, một lực lượng rất đông, ước tính khoảng 5 sư đoàn quân S21 và FWZ tiếp tục tấn công sang cánh phải, nhắm đến đại bản doanh của Top. Không quân và lục quân của Sin-6 vốn đã bị thiệt hại khá nặng trong trận đánh trước đó đã không thể trợ chiến. Không được hỗ trợ từ đồng minh và bị áp đảo về số lượng, quân Top phải căng mình gồng gánh cả hai hướng đánh tiến công. 9 giờ 30 phút sáng, đại tướng quân, tư lệnh tối cao của Top, Starcraft, đã có cơ hội thiết lập trận doanh, chấn giữ thung lũng chết chóc, cửa ngõ tiến tới đại bản doanh của Top. Đến 9 giờ 45 phút sáng, quân S21 và FWZ nối lại được cuộc tấn công vào căn cứ của Starcraft. Cũng như lần trước, máy bay của Starcraft đã tiến hành không kích phủ đầu vào các tập đoàn quân pháo binh của S21 và FWZ. Thiệt hại không được công bố nhưng có vẻ là rất nặng nề. Sau 3 lần thử không thành công, Đô đốc Phi Hải cùng với Boss Nghèo đã quyết tâm dốc toàn bộ lực lượng vào cuộc chơi một trận nhằm thổi bay Starcraft và khơi thông con đường tới Top qua thung lũng này. Tới lần thứ tư, cuối cùng S21 và FWZ cũng đã thành công, nhưng thiệt hại nhận được cũng là không hề nhỏ. Sau đó, 12 tiểu đoàn FWZ chia ra các hướng đi tấn công các căn cứ khác trong lãnh thổ của Top từ phía Nam hướng lên. Quân Top với lực lượng ít ỏi không thể bảo vệ được mục tiêu nào trước quân đội của FWZ và S21, buộc phải co cụm lại ở phần đại bản doanh. Lực lượng thiết giáp và không quân hùng mạnh của Starcraft cũng đã bị vô hiệu hóa trong cuộc chiến này. Trong khoảng thời gian này, AVE sau khi hoàn thành mục tiêu ban đầu, họ quay trở lại safe zone và bắt đầu xây dựng từ trong ra, nhằm cắt đứt tuyến đường của G28. Một vài giao tranh đã xảy ra ở khu vực phía Tây Bắc. Cơ bản tương quan lực lượng của cả hai bên đều ngang nhau, nên dường như không bên nào áp đảo được bên nào. Trong khi đó, SUSL đã có lợi thế lớn khi xây dựng thành công đại bản doanh tại khe núi và ngăn đường tiến công của KCT. Khoảng 11 giờ sáng, Sin-6 tiến hành tổng động viên
trong liên minh để gửi thêm quân ra biên giới, nhưng dường như là quá muộn. Quân đội FWZ đã tràn lên như vũ bão, đốt cháy toàn bộ các tập đoàn quân của Xin 6 và dập tắt ý định trợ chiến của họ. Trong khi đó, Pop hoàn toàn bị đẩy khỏi cuộc chiến. Nhận thấy tình hình có lợi cho quân ta nhưng đồng minh đang bị bất lợi, bộ chỉ huy SUSL đã có một quyết định sai lầm khiến cho toàn bộ kế hoạch và thắng lợi của họ bị đổ sông đổ bể. Đó là di chuyển đại bản doanh ra một vị trí khác. Quyết định này được nhiều dư luận viên Warpath Việt Nam đánh giá là đi vào lòng đất. Bởi ngay sau khi họ xóa đại bản doanh, KCT đã tận dụng lợi thế đó để tiến hành phản công và đốt cháy toàn bộ các thành quả của SUSL gây dựng được. Đến chiều ngày 14 tháng 7, cục diện cơ bản đã an bài. Các cuộc chiến lớn không còn nữa. S-21 xây dựng điểm nhảy của họ gần với G-28 để trợ chiến với AVE. Trong khi đó, FWZ cũng đã có những điểm nhảy ở phía bên tay trái của bản đồ. Trong đêm ngày 14 tháng 7 và rạng sáng ngày 15 tháng 7, S-21 tiếp tục xây dựng thêm một điểm nhảy nữa ở góc 12 giờ của bản đồ. Trong khi đó, FWZ tiếp giáp gần hơn tới G-28. Trận chiến lớn tiếp theo được nổ ra khi Top quyết định đảo cánh sang phía SUSL. Họ di chuyển quân đội tới gần xếp zone của SUSL, xây dựng đại bản doanh để hỗ trợ SUSL phản công lại KCT. Trong khi đó, do KCT không đốt bỏ điểm nhảy của AVE, quân đội AVE đã lợi dụng nó để tiếp cận cánh phải, hỗ trợ SUSL cùng với Top. Đó đã đảo chiều, KCT cùng với S-21 dường như bị mất rất nhiều quân đội vào trận chiến này. Top và SUSL tiến công như vũ bão, khí thế lên cao như diều gặp gió khi có sự hội quân của AVE. Từng tốp nhà của KCT bị thổi bay, nhiều tập đoàn quân bị phá hủy và nhiều máy bay bị bắn rơi. Tuy nhiên, gió đông chỉ thổi được chừng khoảng hơn 1 giờ đồng hồ. S-21 sau khi tổ chức lại quân đội đã hỗ trợ KCT phòng thủ được thành công. Trong khi đó, G-28 và FWZ cũng đã xây dựng thành công các đại bản doanh của mình ở các vị trí trọng yếu. Sau đó điều phái nhiều tập đoàn quân tới điểm nóng. Với chiến thuật đánh phá hoại và thọc thườn, G-28 và FWZ gây ra được khá nhiều thiệt hại cho quân đội của phe đỏ. Cuộc chiến diễn ra căng thẳng từ 7 giờ sáng tới 11 giờ sáng ngày 15 tháng 7. Nhà bình luận Hatch Game đã mô tả nó giống như một cuộc kéo co. Hai bên tấn công lẫn nhau, ăn miếng trả miếng, tranh giành nhau từng thước đất một. Nhưng điều gì đến cũng phải tới. Với sự hỗ trợ mạnh mẽ của G-28 và FWZ, quân đội S-21 và KCT nhanh chóng ổn định được tình hình và tổ chức phản công. Cuộc phản công lúc 11 giờ sáng gần như đánh dấu sự chấm hết của cuộc chiến khi cả SUSL và Top không thể có nhiều quân đội để điều phái ra chiến trường được nữa. Đồng minh của họ, Xin 6, dường như đã buông bỏ vũ khí và ngồi hố hô xung phong từ lâu. Kết quả, toàn bộ căn cứ của AVE, Top và SUSL bị thổi bay. Hơn 7,3 triệu người lính đã ngã xuống đến từ cả hai bên. Nhiều xe tăng, xe bọc thép, máy bay đã bị phá hủy hoặc bắn rơi. Ước tính cả hai bên đã chi tiêu hơn 10 tỷ ngân quỹ cho cuộc chiến này. Sau 2 ngày chiến đấu, cục diện chiến trường dường như đã ngã ngũ. Kết quả đã được phân định và nằm trong xếp zone chỉ là vấn đề thời về thời gian. Rồi, đến đây, video clip bình luận về chiến trường của Hatch Game xin phép được tạm dừng. Và hẹn gặp lại quý thính giả ở trong các video clip lần sau. Chào thân ái và quyết thắng.